Khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 8, tại khúc cua hình chữ L, gần đối diện điểm du lịch Thác Cam Ly Đà Lạt, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu. Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang biển kiểm soát 72M6259 do một người đàn ông điều khiển theo hướng từ nội ô thành phố Đà Lạt về làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Khi tới khúc cua hình chữ L, do tránh một người đi xe gắn máy đi ngược chiều, tài xế đã đánh lái sang phía tay phải theo chiều lưu thông thì bị mất lái. Chiếc xe ô tô lao lên vỉa hè, băng qua dãy hoa trạng nguyên, cùng chiều bên đường, rồi tiếp tục băng qua đường Dương sinh, hút gãy lan can bảo vệ hành lang bờ suối Cam Ly, đâm chuối đầu xuống đất mới chịu dừng lại. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị nổ lớp sau, hư hỏng nặng phần đầu, vỡ gương chiếu hậu kính trước. Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ, đã được chuyển tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Nghe tiếng bà Liên kêu la thất thanh, một thanh niên đã dùng xe máy đuổi theo Long. Chạy trốn được khoảng 1 km thì Long bị ngã xe trên đường Phan Đình Phùng, phường 2 và bị người dân bắt giữ đưa đến công an phường.